Rồi, hello anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình lại có chuyến đi Sài Gòn anh em ơi. Nhưng mà đi mua đồ xong rồi mình đi về. Hôm nay cũng không có đi săn, nay đi về mình tính đi săn vòng vòng, đi dài dọc đường về anh em. Sẵn có gì cái mình sẽ quay cho anh em xem luôn. Nay mình đi vòng vòng ngoài từ ngoài ô khu Bình Chánh nha. Mình đi dài về Cần Đước, như về Gò Công, rồi mình về Bến Tre. Nói chung mà đi tới đâu thì bắn tới đó, không biết có gì hay không thì không biết, rồi có gì thì mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Để coi mình đi này đi sang đi dọc đường có gì nha, đi lạng lạng vô mấy cái đường nhỏ nhỏ anh em ơi. Rồi anh em cùng đi hành trình với mình nha, để coi có con gì không nha. Rồi đang với mình nghe cu nó kêu đó, để mình thôi thôi nó bay à. Cu đây nhát lắm, đây ná thủ nhiều lắm anh em. Lo thử con nào không, ở đây là chỗ sân trống mà anh em ná thủ ở Sài Gòn ở đây tập chơi nhiều lắm. Đây cu là nó chạy tét hết, nghe tiếng lo là bay mất dép hết, không dám ở lại. Mình đi về đường, đi tốt về đường này có gì rồi mình sẽ bắn lấy anh em ơi. Đậu chỉ đáp con rồi nè, lên dây bay đi luôn rồi, đi trong luôn rồi anh em ơi. Rồi đi đàn con này nè, mới kêu ra là bỏ ỏ ỏ này nè. Sung chưa, sung chưa. Ra mở màn rớt. Rồi vô trong luôn. Lúc luôn à. Hết sức bay đâu luôn anh em ơi. Sẵn lòng một pha mở màn lông không. Ok, hôm nay mình đi với cây ná của mình luôn nha. Hổ thun 17 11 201 nha anh em. Rồi nha anh em. Sáng mở màn gì là ok nha anh em. Trúng nhưng mà âm bi. Không sao cả, đi tiếp. Mình đi mất tiêu rồi chứ sao kiếm. Vô đó sao kiếm. Rồi, lên đường, tiếp tục. Em bồ câu rồi anh em. Mình thấy quá ngang, thôi bỏ đi. Trời ơi, anh chạy dữ lắm luôn, mười mấy cây số mới thấy được con cu anh em ơi. Đâu rồi? Còn đi lên nữa. Có kẻ bắn luôn anh em ơi. Một con. Còn một con nữa. Vô trong. Trời ơi trời. Em chạy gần tới chợ Gạch Đào rồi đó mấy anh em. Mấy anh em ơi, em chạy mười mấy cây số luôn á. Khu này hết chim rồi anh em ơi. Đâu rồi? Đứa cái này đâu rồi? Kìa nằm dưới kìa. Em xuống em lụm cái anh em ơi. Mười mấy cây số mới được một con nha. Hết chim thiệt rồi. Mấy anh em cần ruột Long An này, bánh lứt bắn ghê quá. Hết chim rồi. Em đi đứa này là lỗ rồi, lỗ tiền xăng rồi anh em. Nè, mười mấy cây số được một con rồi anh em. Vô bịch nha anh em. Rồi đi tiếp. Đây là nghe em nữa anh em ơi. Sung sung. Cha cha cha. Lên đó ca khó. Đúng rồi, đậu dây điện. Rồi đi luôn.
còn không gặp ít chim mà gặp chim nhát nữa anh em ơi. Đi luôn rồi nè, nó đứng này còn nè. Có có không có chim phải gái tận dụng từng con luôn anh em. Đi xa xa mới có được một con chim, giờ khó kiếm quá. Gần ra tới cần vô anh em. Ngoéo cái đầu học luôn. Cái này là làm biến nè anh em. Phải trân trọng từng con anh em. Đây. Tiếp tục. À. Đi tiếp nha anh em. Chim đây giờ kiếm chua quá. Ai cũng đồn trên này chim nhiều hết trơn á. Bắn có mấy clip à, hết chim rồi anh em ơi. Rồi, tiếp tục. Đầu lú cái đầu anh em ơi, để lên chút xíu rồi cho thấy người anh. Bay luôn. Bay luôn. Bay qua đây thì xiên kẻ mày luôn. Nhảy lên trên, nhảy lên trên. Khỏi cần câu anh em. Bùm. Gãy cánh. Bồi nhìn đạn xuống đi lên dưới. Đâu kêu con nữa. Ở nó kêu con nữa. Bồi dở thiệt, bồi dở thiệt. Bắn gùi bồi không được, bồi góc 90. Trời ơi, chéo cái đầu. Vậy là hạ nữa, có cái mùi hạ dưới đít luôn. Lụm. Ở ngoài này nè anh em ơi, mình lụm chưa được nữa nè. Kiếm cái cây khiều đó mới được. Nhiệt tình chứ, con cu. Đây cái này nó muốn nó lúng. Đây nè, nằm đây nè. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Chụp bắn bèo nhà con cu chứ nè. Tới gọi lúng luôn, gọi tới ta. Tới công chuyện luôn. Bồi dở thiệt. Bắn té tua tơi tả chưa. Mới bắt được con cu. Thiệt tình. Còn kêu bắn nữa kìa. Đậu đậu dừa nữa kìa.
Mày hả mày? Một con kêu hoài không chịu ra, buộc phải lù vô bắn nó luôn. Mình mới thấy một em nữa nè. Mới thấy em ba vô nữa đâu đây. Té 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 té. Sẵn rồi. Trời ơi đi luôn. Rồi. Xíu nữa double kill rồi nghe. Sẵn. Ba dựng dựng. Để đầu một em. Em kia sẵn rồi. Xíu nữa double kill rồi nè. Kêu nó không ra, đứng ở trong có rồi lù vô đừng em. Vậy này nó hơi ăn lên, bể đầu hơi ăn lên. Mình canh ức mà nó hơi ăn lên. Gãy cổ. Rồi, đi tiếp. Xuống gà ngang em. Đó hai em nữa mà nó không chịu ra. Con nào sung thì chết. Đi với gùi là không bao giờ bị mớm nha anh em. Bao anh em luôn. Anh em mà cân người chuẩn là không bao giờ bị mớm nha. Rồi. Con nào ra nữa không? Con ra nữa đi. Con phướng thấy cái đầu tính đâu con tu hố anh em ơi. Thấy hai con phướng này tính không bắn, nó lú đó gì nè, màu xám xám tán vô một lưng. Tính đâu con gì hay về con phướng rồi lỡ ơi, cho mày vô bịch luôn, cu kêu quá trời luôn anh em. Để mình ra bật lo. Rồi hai em. Hai em. Chá mặt trời nữa. Đem cho cây nữa. Trời vô điện. Xung. Mọp lên mọp xuống. Xuống sung. Rồi đi luôn. Trời ơi lông nó bay anh em ơi. Đi luôn rồi. Rồi đi tiếp. Luôn rồi xong đi hết luôn, bay ra xuống rồi nháo vậy. Đây một em sung quá sung. Đó, một con bay ra nữa, hai con. Còn một con đâu rồi? Một con đang chờ chảo. Cu đâu? Sung quá thì sung rồi. Rồi đang chó mặt trời. Mày sung.
mày chung còn thế cả nè. Làm chụp chảo luôn. Hồi ôi ngay nhánh cây. Ngay nhánh cây nhỏ đậu. Một em sung hả mày. Vô bịch mày. Rồi tiếp. Cái lỗ này con này nè. Nó sung. Mình canh hơi lâu anh em ơi. Mình canh kỹ lắm. Hơi lâu. Chuông đá vậy. Trời ơi, cái bóc mà không chết. Đi đâu rồi, đi đâu rồi, đi đâu rồi. Trời ơi, cái bóc kia mà chưa chết. Ghê thiệt. Đèo cổ. Trời, đứng đây như bệnh hoạn rồi. Đứng hồi chắc té luôn bây giờ. Đứng hồi té luôn bây giờ. Một em. Trời ơi, nó dậy đành đạch anh em á. Nó dậy đành đạch rồi. Hai viên. Một viên vô cổ đeo mà cứ bể đầu luôn. Figo không anh em ơi. Rồi đi tiếp nha anh em. À, chỉ mấy anh em thúc nè. Thấy cái giường kiển vậy nè. Rồi ok. Kè quá để mình qua lộn. Rồi một em. Một em cu. Có cái gù trên đầu. Em cu có cái gù trên đầu. Thêm một con ra con này bự hơn. Em bự hơn thì gớt. Một em cu có cái gù trên đầu. Ê, còn sống, còn sống, còn sống, còn sống, còn sống, còn sống, còn sống. Chạy, chạy hả mày, hả mày. Chạy hả mày. Trời ơi, xuyên ngang cái bầu diều anh em. Bể bầu diều. Tiếp tục. Không. Gùi anh em thấy không? Không bao giờ bị mớ đâu anh em. Không bao giờ. Có gùi là có con bạch chim nè. À, sao bây giờ đi được bạch rồi nha. Tiếp nha. Quán em này cái mình phát hiện cái cọng dây thun nó bị mặt trăng anh em. Nó răng vào mặt trăng, nó gần đứt kìa, ngay chỗ này nè. Nó mỏng lét rồi. Mình nắm nhéo cái đó đứt rồi. Không. Đó. Sẵn mình thay dây rồi mình chỉ anh em gắn gùi luôn. Rồi mình thay dây, mình chỉ anh em gắn gùi luôn nha. Để cắt bỏ cái này đi. Đó. Rồi mình sẽ chỉ anh em gắn gùi. Để anh em nhiều lúc anh em hỏi hoài thì viên đạn của mình bắn nó nằm, ví dụ nằm trên này mình gắn trên này, nằm dưới này gắn dưới này, rồi để mình làm cho để mình thị phạm cho anh em xem nha. Này trước tiên mình lấy cái ống hút nè, thí dụ đây nè, ống hút này ngoài đường nè ha. Đây nè ha, màu xanh có. Anh em muốn dễ nhìn phải không? Màu xanh phải không? Rồi ok. Mình sẽ làm cái gùi màu xanh cho anh em dễ nhìn ha. Gùi này nó hơi dày nha anh em. Mà có thể bắn vài cái là nó tép nha.
Ok, mình sẽ làm màu xanh thì dễ ngắm hơn. Rồi mình sẽ cắt một miếng nhỏ nhỏ gì thôi đó, anh em thấy không đó. Cắt nhỏ nhỏ gì thôi anh em, đừng có bự quá, để mình tỉa lại gọn gọn thôi đó, nó tạm gì thôi. Rồi ok, để đây mình lấy một cục dây ra, anh em cứ đè ra nhắc vô, nhắc dây vô tới cái dây chận nè, thấy không đó. Rồi đây thì anh em xác xác định kỹ cái viên đạn của mình nha. Ví dụ anh em bắn gốc 90 á, là nó nằm trên này thì anh em gắn ở trên này kèn nó vô đó. Ví dụ dưới này gắn trên này đó. Ví dụ dưới này thì gắn dưới này đó. Nằm ở đây thì gắn bên đây đó. Anh em muốn gắn đâu cũng được hết, quan trọng là anh em thấy cái viên đạn mình á, nó đi hướng nào, còn của mình thì nó đi ngay đây. Bữa hổm á là mình của mình nó nằm trên này, thấy không, tại mình hạ dây, mình hạ dây cho nó ngắn xuống, trời gió quá, dây cao thì nó hay đi lên đó. Cái dây này nè của mình nó nằm đây nè, giữa tâm ruồi nha, giữa tâm ruồi. Mình xác định là viên đạn đây đó. Mình này từ đầu chạc nha, từ đầu chạc lên là dư phải không, tại mỗi người bắn ví dụ dư dư về bắn tay phải, dư về bên trái là cái gùi nó dư. Rồi mình cắt bớt à, mình cắt bỏ bớt ừ, mình để viên đạn vô đây nè, nó giữa viên đạn à, anh em thấy không, nó giữa viên đạn là cái tâm này, là tâm viên đạn. Chúng là tùy theo anh em vẫn có khi đi viên đạn nó hở xa đầu chạc, có những anh em vẫn hở sát đầu chạc à, của mình thì là rồi đó. Nói chung là vẫn phải thấy viên đạn nha. Bắn gùi này là cái lợi hại của cái gùi á, là anh em bắn mà chừng 2-3 viên lệch đạn là cái cọng dây nó có vấn đề. Nhưng mà chơi thì nhớ kiểm tra dây thường xuyên nha anh em, để lỡ có gì là đau lắm á à, của mình vậy thôi. Rồi gì là siết vô, mình đưa vô trong kẹp này nè, miếng càng mỏng càng tốt, dày quá bắn hồi nó te cái rồi đó, mình dặn lại nào, nó tiện lắm anh em. Nói chung thay dây thì nó hơi lâu hơn người ta, nhưng mà ra bắn thì nó ok, mình bắn cái xác suất nó cao hơn đó. Thế là xong. Cái dây mới lúc nào test nó cũng phải bị lệch hết trơn á. Mình sẵn đây mình test mấy cái lá cây gì nè, mình kiếm cái mục tiêu nhỏ nhỏ thôi, test thử. Kìa, yeah, có con cu đứng luôn kìa, test luôn. Thường thường là rồi bay luôn rồi. Thường thường là cái dây đầu lúc đầu quắn nó cũng hơi bị lệch đó. Mình quen rồi, mình quen rồi, mình viên đạn mình đi ngay đây là mình quen rồi, thành ra là mình bắn cái mình gắn gùi á, là mình gắn ngay chỗ này nè, của mình là cọng dây, đúng không? À, cái mép cọng dây nó nằm chính giữa cái rùi nè, nó nằm ngay lằn trắng nè, đó. Rồi ok đó, như đó anh chiếm gái đậu nằm mấy 7m 10m ok anh em. Rồi đi tiếp, có mình sẽ bắn cho anh em xem. Đây mới đó, ra một con nè. Bài ra đậu dưới này nè anh em. Đầu mà mình chưa thấy, thấy à, nó hơi một chiều hơi nhỏ, gió để qua đây cho trống trống.
Rồi 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 xong đạp cái rọt bay mẹ rồi. Qua bên kia luôn rồi. Đợi con khác này nè, chứ con khác mình test cho anh em xem luôn. Có cái để test cho anh em xem ở đây. Lông đuôi đi rồi, tê cái giò, cái giò luôn rồi, rớt đuôi rồi. Một con nữa, gì vậy không rớt chân vậy? Anh em thấy không, nó ngay chứ không phải nó không ngay, mà nó chưa tịt tay còn cung, nó chưa tịt anh em. Không sao, đi tiếp. Hai cái là ngay hai cái nha, nhưng mà nó chưa tịt thôi. Vậy tiếp tục thôi, kiếm con khác mình bắn tiếp cho anh em xem. Hai cái còn rớt. Đấy, em về tới cầu Mỹ Lợi rồi anh em, đây cầu Mỹ Lợi nha. Đây cầu Mỹ Lợi của Cần Giuộc Long An. Em có ghé đây em xin bịch chim. Mấy anh em nuôi chim sảy nhiều quá, em đi ra đây em làm bậy bịch. Rồi em về em cảm ơn nghe mấy anh xịt đến sót trên Long An rồi chứ Tân An nha. Rồi bây giờ em về bên Gò Công em xin mấy ít chim Gò Công nữa nha anh em. Để lát về Gò Công coi chim Gò Công còn nhiều không. Chứ Tân An này với Long An gì là hết chim rồi. Giờ mình đi qua bên Gò Công anh em ơi. Mình đi đường bé bên tay trái cặp quốc lộ. Đi đường đó nó không có dân cư, để anh em mà nói đi qua, nói chung là đi quốc lộ thì cũng không có chim nhiều đâu. Đi lòng 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 có chim nhiều. Rồi, tiếp tục qua bển mình sẽ test cái bùi cho anh em xem tiếp. Mới quẹo đây nè, mới quẹo Gò Công là có thấy liền nè. Để mình kiếm rồi. Kìa kìa, nó đứng. Có cái để cho anh em xem rồi. Đó, có cái cho anh em xem rồi. Ngay cái đầu dây bạch bạch luôn anh em ơi. Rồi, nó dậy nó bươn chạy. Trời, gắng chạy anh em ơi. À, mới quẹo vô Gò Công nha anh em. Là lụm liền. Dễ ăn lắm anh em. À, trên đó cầu Mỹ Lợi đó mình mới xuống dốc cầu mình quẹo vô á. Là có ăn liền. À, anh em thấy không? Ngay chẳng ba nè. Vô là chẳng ba rồi, đi tiếp nha anh em. Mình mới thấy một em cung nối. Cung nối anh em ơi. Cung nối, cung nối. Cung nối rồi dính. Dính dẫn luôn. Ghê không? Chín luôn rồi. Đêm ngày sao? Một em cũng nói anh em. Rồi tiếp tục. Đây một em nè. Đây xỉa qua kỳ lộ luôn nha anh em. Dây điện. Chết ta, ngán nhánh cây.
Tè hút cái đầu. Em cú ngói gãy cánh xíu xíu đầu quay về vẫn gì dạng hơi hơi lạc này mình hồi nãy bắn hụt con kia cái mình gãy cái gùi á, tại cái này hơi dài nó hơi lạc để mình cắt lại. Này em cũng nói nữa nha anh em ơi, cô quạt mày tiễn cái gùi bớt lại dư là dư chút xíu anh em ơi. Một lần gắn là phải hơi là tí cắt được con thùng xíu thôi, kéo viên đạn là vô trong rồi. Tiếp tục nha, đây một em lên đây. Quá sùng, quá sùng. Anh tỉ mà đi luôn. Đây nè, lo đằng này nè, đi đâu nắng. Lo đằng này đi đâu nắng. Rồi vô trong luôn. Rớt lại được mấy cọng lông. Đi tiếp. Gió không? Gió quá nào, nó hơi khó nè. Hả? Nó bị góc cột. Lỡ gió. Một em. Rồi, tiếp anh em ơi. Tiếp tục luôn nè. Anh em thấy cái gùi đỉnh chưa? Mỗi cái luôn. Cái ná chuẩn cộng thêm cái gùi chuẩn, rồi thêm mình cái tay mình bắn chuẩn cái nữa. Ba cái chuẩn. Là có mồi, ba cái chuẩn là có mồi nha anh em. Đơn giản thôi. Anh em nào liền thành công rồi á để comment dưới bình luận nha. Rồi đăng cho địa chỉ luôn nha, ấp với xã luôn nha. Đăng 11 mình khỏi ghé. Hết chim còn đâu ghé. Rồi đi tiếp tục. Rồi nè anh em ơi, nó nè anh em ơi. Nó nè, nó nè. Mày hả? Hả bưởi? Lọt rồi. Sao qua lụm đây? À có cái cầu đi qua anh em ơi. Có cái cầu đi vòng qua. Đây đây chịu được không? Được được được, cũng đang dậy đợt đợt bánh nè. Bể đầu. Được. Tới càng câu tới khỏi điền vòng như con nó bén nó dính tùm lum cái này. Hơi rung tay.
rồi, con chim đâu? Không thấy chim sao kêu. Con chim đâu? Thấy chim rồi anh em ơi. Tôi đã thấy con chim rồi. Tôi đã thấy con chim rồi. Nè, biến đi nè. Bể cái đầu rồi. Bể cái đầu. Một em nữa. Vô bịch tiếp. Về Tiền Giang này dắt chết. Cũng gần đầy bịch rồi anh em. Rồi, tiếp nha. Sung sao bay, bay thôi. Tiếp. Cái con nãy trông đó, mình túc nãy giờ nó mới ra nè. Qua đây. Thêm một con nữa. Con này luôn. Con đi luôn, vô tốt chồng luôn, vô được không đây? Con đã chết chắc rồi, không dám vô. Gán gượng nè, một viên một gán gượng nè. Rồi tiếp tục. Thì nó bay qua nhà nó bắn luôn. Cho tôi bắn con cu nha. Ngồi ngồi đi không sao đâu, rồi bay. À, có máy túc. Túc nó mới ra. Bay rồi. Một con. Dạ. Đang đi nhờ quá ăn lụm á. Một em anh em ơi. Để đi nhờ quá lụm. Bẹp. Để đặt bên đây nè. Đây. Một em. Hai được một. Hai con có lượng con. Rồi
đi tiếp anh em ơi. Đây còn cái thảo dừa nè. Có. Đứng đó đi có. Có. Nay mày gặp ruồi rồi con. Nay gặp ruồi báo rồi, ngọt. Có cót vô bịch nữa anh em ơi, đầy bịch anh em ơi. Quá tay rồi. Một bịch đây. Rồi, đi tiếp. Đậu vô nhánh nè. Quá dễ ăn. Đậu ngay chẳng ba dễ canh. Cái gùi lọt cho chẳng ba là lắm. Rồi lại tiếp tục nha anh em. Kiếm con khác nữa nha. Đây con này mà. Rớt nè. Chết tới. Rớt là rớt. Rớt là rớt anh em ơi. Lại được cục mồi nữa anh em ơi. Quá dễ ăn. Miếng đậu mang con. Tiếp đây con anh em bài gà đậu nó chạy phớt thấy rồi, đậu đâu mà cái kẻ trong đó vậy trời sao bắn sung quá mà thông đích là đâu có chết. Kiếm hướng rớt lông nữa rồi. Cho cả anh em ơi. Rồi tiếp tục. Đây còn ngồi cái lông tỉnh quéo. Lật. Đây càng câu anh em ơi. Vô đầu là lật ngửa liền. Đâu rồi? Sao lụm đây? Nằm đâu rồi? Bỏ ba cái này sao khó đứng như vậy? Khó kiếm như vậy? Đâu rồi ta? Ở nhánh này, đây. Lật ngay xuống. Ngay xuống dưới này không thấy không nó lật xuống đây là đâu ta đi lòn xuống được không à, có đường đi xuống anh em ơi để mình đi xuống. Không thấy à. Có đường đi xuống. Làm biến quá cũng không được.
làm biến quá cũng không được anh em ơi, phải xuống tận nơi mới được. Rồi trên đây lật xuống, nhánh trên này lật xuống dưới đây, bên đây đâu rồi, đâu rồi, lộn mèo gàng kiếm không gặp sao được, kỳ vậy. À ngoài bên này nè, còn sống luôn đây phụ ra. Rồi móc đây, dính lưới luôn rồi. Ừ đó, ra đó, ra đó, đây đây, tao cứu vớt cho đời mày, dính luôn, đeo ngang cổ, lèo ngang cần cổ anh em ơi. Rồi lên đi tiếp. Đây một em nữa này, đứng ra đi chờ chết. Nghe nha, có gió nghe. Đứng ra đi rồi chờ chết. Bắn khỏi thấy bàn luôn nè, vô tâm là lắm, vô tâm là lắm. Có đèn câu nữa, đường nào vớt cũng được hết. Đâu rồi, đâu rồi, quéo quần cổ nó mới dính, quéo này mới dính. Trời, tiếp tục nữa thôi, đầy bạch rồi, đầy bạch rồi anh em ơi, hết bạch rồi, hết bạch rồi, đây rồi, lát kiếm thêm cái bạch nữa anh em ơi. Tiếp tục, đây còn nhảy lên cả thì xuyên lá mày luôn lên, xuyên kẻ mày luôn. Té trời ơi, rồi đi đúc luôn cái bịch mà đi luôn, mạnh đạn dữ. Tiêu luôn rồi, coi có té như này không, rồi bay mất tiêu luôn rồi, anh em ơi, bỏ đi tiếp. Chưa biết gì, nó chưa biết gì, nghiện cả rồi, nó chưa biết gì. Nó chưa biết gì, trời ơi. Chết mua lưng, đi luôn. Rồi còn, mua ép lại mày. Ừ, mua lại. Rồi, gỡ mấy bản nè.
biết bài tới đâu nữa. Tới chào Vinh rồi anh em ơi. Sao vậy? Săn. Trời ơi, anh mà. Tiếp. Đây có 6 con hổ rồi. Có hả? Hổ không gầm thì nó tưởng đâu là chùa mèo Hello Kitty. Ồ, xách ná ra đi, tụi nó có ngày đi bắn bi giấy thôi. Đây. Nhiều gì vậy? Sáng đi về không điện tao, đi với tao bắn đã luôn. Trời, sáng anh cho điện. Trưa mới đi mà. Chưa, tao còn bắn vòng vòng dưới chứ đâu. Còn mấy 2 giờ em dọn, em tưởng đâu em về tới đây luôn rồi. Trời, đã tao đi bắn về 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 mà. Đổ lên. Mấy này bắn đâu vậy? Hả? À? Đổ đi cát rồi. Bắn ở con vuốt. Về về. Cát rồi. Lót ra review gì không? Review luôn. Review cho anh em, đếm cho anh em xem luôn. Phải có nè. Vô. Nè, bóc qua đếm nè. Đếm chim nghe anh em. 2 1 2 3 Sắp luôn đi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3 xong rồi sao? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 con. 31 con em. Ôi giết gì ghê vậy? Đấy, về Bến Tre, về Mỹ Tho không bắn một con, Bến Tre không bắn luôn á. Thấy mà không bắn luôn á, chạy về chỗ kịp á. Nhiều dữ vậy. 31 con hết pin luôn, còn 9% pin luôn. Bắn full pin luôn mà. Quá khủng khiếp luôn nè. Tôi nướng ngủ, tôi đi. Nè em. Này là lấy cái gùi ra. Hứa với anh em luôn là bắn nguyên một ngày luôn. Cho anh em xem luôn, rồi về hơi sớm á. Một ngày luôn nha, bắn gùi luôn nha anh em. Rồi ok, mình kết thúc video. Anh em xem có hay thì cho mình một like, dặn lượt chia sẻ cho anh lượt đăng ký kênh nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em clip sau nha. Và rồi kênh